Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 169 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 169 Ngược Về Minh Triều, Nguyệt Quan ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bây giờ tại Thái Nguyên Phủ, tiết xuân lạnh lẽo nhưng trên giáo trường các binh sĩ vẫn bất động đứng trang nghiêm. Duy theo cờ lệnh lay động, binh sĩ vốn như khúc gỗ mới đột nhiên sống lại, giống như thủy triều cuốn về phía địa điểm tấn công đã được chỉ định trước. Hiện giờ Trương Dần đã thăng chức làm chỉ huy sứ của Thái Nguyên Tam Vệ. Trương Dần trị quân nghiêm khắc, quân lệnh như sơn. Từ sau sự kiện một tướng canh phòng bởi vì làm lỡ quân lệnh bị phạt roi trước toàn thể mọi người, đồng thời còng tay 3 ngày thị chúng. Trong quân trên dưới nghe thấy chỉ lệnh của Trương chỉ huy đều là nghiêm túc chấp hành, không một ai có gan làm trái. Trương Dần ngồi trên xe ngựa, nhân mã của bộ doanh, kỵ doanh, xa doanh, quân nhu doanh, pháo doanh luân phiên thao luyện, xa kỵ hỗn chiến. Doanh là sắc bén nhất, 128 cỗ chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa được trang bị 2 khẩu pháo, bắn xa 100 bộ, hỏa súng 4 nòng, hỏa tiễn thủ 4 người, chỉ chờ xung phong, dùng chiến xa võ trang đầy đủ xung phong, trong vòng 100 bộ thiết xa tung hoành, sau đó dùng kỵ binh nhẹ đột nhập, cuối cùng là bộ binh hỏa lực đủ mạnh để chống đỡ 3 lượt tấn công luân phiên của thiết kỵ Mông Cổ. Nếu quân đội Đại Minh cũng bố trí như vậy, có lẽ đủ sức đối kháng với thiết kỵ Mông Cổ ở trên bình nguyên, nhưng bởi vì lực cơ động bố trí này thích hợp cho phòng thủ và quyết chiến, nếu dùng để tấn công bị người Mông Cổ kéo lên thảo nguyên mênh mông bát ngát, vậy thì biện pháp coi như thất bại. Trong khói lửa chiến tranh, một con ngựa phi đến, chạy đến bên cạnh Trương Dần, áp sát thì thầm mấy câu gì đấy. Trương Dần giơ tay vẫy, gọi qua quan phất cờ lệnh trong quân đội. Hôm nay dừng ở đây thôi, thu binh hồi doanh. Cờ hiệu dựng lên, đại quân đang chém giết xung phong lập tức rơi vào yên tĩnh. Quân đội bắt đầu ngay ngắn trật tự rút lui, cả đội nhanh chóng hình thành một phương trận. Trương Dần hài lòng gật gật đầu, đại quân thế này mới là hổ lang chi sư. Hương quân mà mình tổ chức lúc tạo phản ở Thiểm Tây thật sự khó có thể chống lại đội ngũ tinh binh này. Giáo chủ Di Lặc Lý Phúc Đạt ban đầu cũng là đi lộ tuyến dân nghèo, phát triển thế lực ở nông thôn, tích thế tạo phản, đáng tiếc nhiều lần thất bại, cuối cùng mang theo tiền tài cướp được bỏ đi cùng tinh anh trong giáo, dùng biện pháp khác bắt đầu đi lộ tuyến thượng tầng, dụ dỗ một số đạt quan quý nhân nhập giáo, đồng thời xếp sắp cho phần tử tinh anh trong giáo trà trộn và trong triều đình Đại Minh, đến bây giờ vẫn đang tiến triển thuận lợi. Lý Phúc Đạt đối với chuyện này mừng rỡ như điên, nghĩ là cuối cùng đã tìm được thủ đoạn nhanh chóng mở rộng thế lực chống lại triều đình, nhưng con đường này cũng không thể lâu dài được. Chỉ cho đến bây giờ, hắn mặc dù có thể kỷ luật nghiêm minh khiến toàn quân trên dưới cúi đầu nghe lệnh, nhưng không thể chắc chắn một khi phất cờ tạo phản những tinh binh này có chịu liều mình đi theo hay không. Đại quân chỉnh tề hồi doanh, Lý Phúc Đạt với cái tên giả là Trương Dần một mình một ngựa dẫn đầu, dẫn theo thân binh thị vệ của hắn đã ra khỏi thao trường, là người đầu tiên hồi doanh. Đại nhân, quân hưởng đã chậm gần nửa tháng rồi, trong quân những tiếng oán hờn vang lên khắp nơi. Hôm qua quan chỉ huy phải đánh phạt hơn 10 binh tốt mới áp chế được rối loạn, nhưng cảm xúc bất mãn của các binh sĩ thì vẫn không ngừng gia tăng. Người nói là thân binh của Trương Dần, cận thân thị vệ của hắn đều là huấn luyện từ nhỏ trong Di Lặc giáo, trung thành tận tụy, võ công cao cường. Bên cạnh mặc dù không có người ngoài, nhưng họ vẫn theo thói quen xưng hô theo kiểu quân đội, để đề phòng chẳng may lỡ miệng gọi ra xưng hô giáo chủ, bất luận là trước mặt có người hay không đều nhất loạt gọi là đại nhân. Trương Dần nói, đợi thêm 3 ngày sau đó đem tiền lương phát xuống. Vâng. Lần trước để ép 1 tháng, quân nhu quan lúc phát lương còn nói tiền lương bị triều đình cắt xén lợi hại, lần đó phát có 500 lượng là đại nhân ngài móc khẩu bao, các quan binh đều cảm kích vạn phần, lần này ép được nửa tháng cũng chính là tin tưởng ngài.
sĩ kia quan binh đều chỉ cào nhau, không có dị động gì cả. Trương Dần mỉm cười không nói gì. Muốn tìm lý do trì hoãn phát lương đương nhiên rất dễ, huống chi Quân Như Quan cũng là người của hắn. Vận số đại minh chưa hết, lòng người chưa mất, nếu muốn có được sự ủng hộ tuyệt đối của các sĩ binh thì phải làm ra đủ loại cố gắng. Đối với những sĩ binh bình thường này, không cần nói đạo lý gì đấy, cái họ để ý chỉ là miếng cơm mà thôi. Một miếng ăn, một lượng tiền lương, đó chính là quân tâm. Đến lều chủ soái, Trương Dần nhảy xuống ngựa, một thị vệ bên cạnh lập tức chạy qua, nhận lấy dây cương. Thị vệ báo tin vừa rồi, thấp giọng nói: "Đại nhân, đại pháp sư đang ở thư phòng đợi ngài." Trương Dần gật gật đầu, trong mắt có vẻ ngạc nhiên, thế nhưng thoáng qua một tia căng thẳng. Phía sau lều chủ soái chính là thư phòng, một lão nhân gầy gò, mặc giáp bào là bằng vải bông màu xanh, đang ngồi trên ghế uống trà. Người này chính là nghiệp sư của Lý Đại Nghĩa, từng ở Đại Đồng tham gia kế hoạch tiêu diệt chính Đức Hoàng đế, đại pháp sư của Di Lặc giáo, Tiêu Diệt Thư. Nhìn thấy Trương Dần bước vào, ông ta liền vội vàng đứng dậy thi lễ: "Bái kiến giáo chủ." Trương Dần cuộn tay áo đóng cửa phòng lại, khoát tay nói: "Duyệt Thư đã trở về rồi, không cần câu nệ, ngồi đi." Hắn ngồi xuống bên cạnh lão nhân áo bào xanh, siết chặt ngón tay vững vàng nói: "Thế nào, có tin tức của Đại Nghĩa không?" Mặc dù Trương Dần tu vi thâm hậu, lòng dạ quá sâu, nhưng hỏi đến chuyện sinh tử của con trai mình, giọng nói vẫn không tránh khỏi có chút run rẩy. Hắn vội lấy lại bình tĩnh, cầm chén tự rót trà cho mình, khẽ nhấp một ngụm ổn định tâm trạng. Đại pháp sư Tiêu Duyệt Thư thần sắc buồn bã, thấp giọng nói: "Thuộc hạ nghe ngóng khắp nơi, vì muốn có được tin tức chính xác, còn chạy đến Tứ Xuyên hỏi mấy người lúc đấy cũng có mặt ở hiện trường. Quan phủ mặc dù đã dán thông báo nói nhị thiếu chủ đã phải đền tội, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng có ai nhìn thấy thi thể của nhị thiếu chủ. Người của bản giáo ở Tứ Xuyên cũng không có ai nhận được tin tức hoặc tín hiệu cầu cứu của nhị thiếu chủ. Nhị thiếu chủ từ sau khi cướp ngựa bỏ trốn ở Chiêu Sắc Tự, tung tích đã không còn rõ ràng rồi." Sắc mặt của Trương Dần có chút tái nhợt, run rẩy nửa ngày mới mỉm cười thê lương mà nói: "Nó đi giết Dương Lăng là muốn dùng công lao này xoa dịu cơn giận của ta, sắp thành lại bại, còn mang theo vết thương chạy trốn. Có lẽ nó đã nản chí ngã lòng rồi. Nói không chừng còn muốn cùng con gái Liễu gia ẩn cư." Trong đôi mắt của kẻ một đời kiêu hùng mơ hồ xuất hiện lệ quang. Hiển nhiên hắn cũng không tin những lời mình nói, chỉ là trong ba người con trai, hắn từng đứa con thứ hai này nhất, trong lòng khó có thể chấp nhận sự thật rằng ái tử đã chết. Lý Đại Nghĩa trái lệnh trở lại Đại Đồng, hy sinh một lượng lớn nhân thủ đi cứu một nữ nhân không liên quan. Chuyện này đối với một hùng ưng dã tâm bừng bừng như Trương Dần mà nói là sai lầm không thể bỏ qua. Cho dù đó là con trai của hắn, nếu có thể quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ dựa theo quy định nghiêm khắc mà trừng phạt Lý Đại Nghĩa. Nhưng thân là một người cha, hắn không thể ép mình lòng gan dạ sắt như vậy. Tiêu Duyệt Thư nhìn thấy sắc mặt của Trương Dần, không dám nói thêm gì nữa, vội vã chuyển đề tài nói: "Thuộc hạ rời Tứ Xuyên, xuôi dòng Đông Hạ, rồi lại men theo dòng nước Bắc Thượng, từ Sơn Đông bên đó trở về. Tình thế Thanh Châu hiện giờ hết sức căng thẳng. Dương Hổ đã liên lạc với Thái Hành quận đạo, phương diện quan phủ còn chưa phát hiện ra, xem ra Dương Hổ sắp khởi sự rồi." Nhắc đến chuyện này, Trương Dần lập tức phấn chấn tinh thần, tỉnh táo lại từ trong bi thương. Hắn cười lạnh nói: "Xem ra ta đã coi thường Dương Hổ rồi. Người này đến Sơn Môn cũng đã bị rút, lại có thể bắt đầu lại từ đầu, nhanh chóng tái khởi ở Đông Sơn. Cũng là củi dễ cháy." Tiêu Diệt Thư bị câu nói của hắn làm cho bật cười. Hắn nói: "Có câu thời thế tạo anh hùng, dân chúng Sơn Đông bị tham quan ô lại hại cho khổ sở, chưa từng có lấy một ngày tốt đẹp. Thợ săn Thanh Châu thời gian trước giúp quan phủ bắt hổ, bị hổ cắn chết bao nhiêu người mà không nhận được tiền trợ cấp. Mọi chuyện trở nên ồn ào, kế tiếp lại bị trấn áp tàn nhẫn, phẫn nộ thù hận tích tụ vào tim, sớm đã có tâm lý muốn phản, chỉ còn thiếu một người dẫn đầu. Dương Hổ chỉ là lợi dụng thời thế mà thôi." Trương Dần nghiêm mặt nói: "Có thể lợi dụng thời thế này, Dương Hổ cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu Thanh Châu không rơi vào cục diện đó, Dương Hổ liệu có đem nhân mã chuyển đến Thanh Châu không? Còn có thể ổn định chỗ đứng, thu phục lòng dân nhanh như vậy không? Tâm cơ, năng lực này chưa đáng để tán dương, nhưng nếu coi hắn như một kẻ không có năng lực, đó chính là sai lầm lớn mà người của chúng ta đã trộn vào chưa vậy?" Tiêu Duyệt Thư cung kính nói: "Nhận được chỉ thị của giáo chủ, ba vị trưởng lão truyền giáo của chúng ta ở Thanh Châu dùng thân phận thân hào địa phương quyên góp toàn bộ tài sản gia nhập vào nghĩa quân của Dương Hổ, cho nên rất được hắn coi trọng. Nhưng có một điểm thuộc hạ không rõ, thế lực của chúng ta ở Thanh Châu sớm đã bại lộ rồi, hơn nữa ba vị trưởng lão thu nạp giáo chúng, tài sản tích cóp cũng không phải là con số nhỏ.
Cái giá phải trả này có đáng hay không? Nếu người như Dương Hố cũng có thể thành đại sứ, vậy chỉ bằng chúng ta trực tiếp kêu gọi Hưng quân khởi binh, so với bồi dưỡng hắn không phải là mạnh hơn rất nhiều hay sao? Trương Dần khẽ lắc đầu. Hắn vốn dùng tín ngưỡng tôn giáo mê hoặc dân chúng, lợi dụng dân chúng làm đội quân tạo phản, cho nên quảng nạp giáo đồ, hô hào một tiếng là có thể thuận lợi tạo dựng đại quân, giống như Minh giáo năm xưa chống lại Đại Nguyên, thuận lợi lấy được thiên hạ. Nhưng từ sau khi tổng đàn Thiểm Tây bị quan phủ quét sạch, hắn không cho rằng là mình, do mình và thúc thúc chuẩn bị không đầy đủ, mà là bên trong có phản đồ mật báo, cho nên mới bị quan binh đánh úp bất ngờ, thất bại thảm hại. Còn tưởng là nông dân và nghĩa quân không chịu nổi một đòn, chuyển sang dùng sự mê tín phá vỡ từ bên trong Đại Minh. Nhất là sau khi hắn đảm nhiệm chỉ huy Thái Nguyên vệ, thống lĩnh biên quân Đại Minh tinh nhuệ, Trương Dần càng cảm nhận sâu sắc nông dân nghĩa quân chưa được trải qua hệ thống huấn luyện, khó có thể chống lại quan phủ. Trương Dần khinh miệt cười nói: "Không, kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn không thay đổi, vẫn là tranh thủ để Ninh Vương có được ngôi vua, sau đó khơi mào tranh giành trong hoàng tộc Chu Thí, thừa lúc loạn lạc mà thay thế. Nhưng đương kim hoàng thượng đang lúc thiếu niên, sau khi bị tập kích trên núi Bạch Đăng và giải ngữ Tu Hoa bại lộ thân phận, phòng bị cảnh giới bên cạnh y đã được tăng cường, rất khó tìm được cơ hội hành thích. Muốn để Ninh Vương bình an leo lên hoàng vị, xem ra không còn biện pháp nữa rồi." Ninh Vương hiện tại vừa có được 3 vệ binh mã, đại nhân đang giúp hắn huấn luyện quân đội, hình thế thiên hạ bây giờ đang dần ổn định. Nếu như Ninh Vương bỏ ra 3 đến 5 năm ở đây huấn luyện tốt binh mã, thiên hạ Đại Minh cũng giàu có an định. Khi đó đương kim thiên tử cũng đã trưởng thành, đang vào độ tuổi xuân thu đỉnh thịnh. Chúng ta muốn lấy được thiên hạ, không biết còn phải đợi thêm mấy trăm năm. Lại nói Dương Hố tạo phản, mặc dù đã chọn nơi bách tính dễ phụ tòng, nhưng sơn đông phía bắc có biên quân trọng binh, phía đông sát biển không thể dựa vào, phía tây có mấy chục vạn đại quân kinh sư. Ta đoán nếu hắn khởi sự sẽ không chống đỡ nổi 3 tháng thời gian. Chúng ta không cho hắn mượn nhân mã lương thảo, sao hắn có thể thay ta khuấy đảo giang sơn Đại Minh được? Trương Dần đặt chén trà xuống, từ từ đi lại trong phòng. Tiêu Duyệt Thư cũng đứng dậy theo. Trương Dần dừng bước chân, tay chắp sau lưng, từ từ nói: "Kẻ anh hùng có thể nhờ thời thế thiên hạ làm nên việc, thế trong thiên hạ đâu có chuyện tất nhiên mà thành, còn kẻ anh hùng lại biết lợi dụng kẽ hở, kiên nhẫn mà bất biến, thấy thời thế thiên hạ để làm nên chuyện. Dương Hổ đang lợi dụng xu thế Thanh Châu, còn chúng ta đang lợi dụng xu thế Dương Hổ. Triều đình có Cửu Đỉnh, thiên hạ có Cửu Châu, Thanh Châu chính là một trong cổ Cửu Châu. Nói không chừng Dương Hổ có thể thay chúng ta đánh gãy một chân Cửu Đỉnh này, khuấy đảo Cửu Châu, giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian, sáng tạo cơ hội." Tiêu Duyệt Thư lo lắng nói: "Chỉ sợ nuôi hổ thành hóa, Dương Hổ không đáng khen ngợi, nhưng ngộ nhỡ dưới sự bồi dưỡng âm thầm của chúng ta, Dương Hổ có thể làm thành đại sự thì sao? Chúng ta muốn loại trừ hắn lại phải cần một phen chắc trở nữa. Nếu giáo chủ quyết định nâng đỡ Ninh Vương trước, rồi mới dẫn chư phiên công thừa loạn mà thủ lợi, song có cường địch Dương Hổ ở đây, chỉ sợ chủ ý này khó lòng được như ý nguyện." Trương Dần mắt lóe lãnh mang, thản nhiên cười nói: "Cái này ta đương nhiên sớm đã suy xét rồi. Ta không những tặng Dương Hổ rất nhiều binh mã, lương thảo, giúp đỡ cho đám thảo mãng này làm nên chuyện, ta còn giúp hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Đại lễ này hiện tại có thể giúp hổ mọc cánh, nhưng sau này cũng có thể nhổ đi răng nanh của hổ, thay thế vào vị trí của hắn." "Sao? Đại lễ ư? Lý đại lễ?" Trong lòng Tiêu Duyệt Thư chợt thoáng qua cái tên này, đang định lên tiếng hỏi thì nhìn thấy thần sắc khoe khoang của Trương Dần, 3 chữ Tam thiếu chủ đã vọt tới bên miệng lại bị nuốt xuống. Ông ta cúi đầu cung kính nói: Vâng, giáo chủ tính toán chú đáo. Lúc thuộc hạ trở về, Dương Lăng đang ở Bá Châu kê biên phủ đệ của một quan viên, không biết là 4 tên thần côn địa phương đã đắc tội gì với hắn, bị hắn dùng một mồi lửa mà thiếu chết. Theo như những gì thuộc hạ tìm hiểu được, Dương Lăng sẽ còn nghỉ ngơi ở Bá Châu một khoảng thời gian nữa. Người này liên tục làm hỏng đại sự của bản giáo. Hiện tại hắn mặc dù là quốc công, nhưng đánh vuốt bên cạnh hắn cũng không ít đâu. Hay là phái người đi xử lý hắn vậy? Sắc mặt Trương Dần lại sầm xuống. Hắn biết đây là Tiêu Duyệt Thư muốn vì đại nghĩa báo thù. Hắn là nghiệp sư của đại nghĩa, mình vì đại nghiệp thánh giá 43 nhiều năm, thời gian đại nghĩa ở bên cạnh Tiêu Duyệt Thư còn dài hơn thời gian bên mình. Hai người thực sự là như tình phụ tử. Và lại từ tiền đồ cá nhân mà nói, Tiêu Duyệt Thư đã là một trong 4 vị đại pháp sư chủ tọa của bản giáo, đệ vị đã không thể tiến thêm được nữa, chỉ có Lý Đại Nghĩa lên làm giáo chủ, ông ta mới có thể vượt qua 3 vị đại pháp sư kia. Một khi lấy được thiên hạ, cũng có thể phong vương phong hầu, vị cực nhân thần. Đại Nghĩa chết
cũng coi như chặt đứt tiền đồ của ông ta. Hận ý của ông ta đối với Dương Lăng không hề thua kém mình. Trương Dần tính toán một chút, lắc đầu nói: không, bây giờ khác lúc trước, Dương Lăng này không thể giết được. Bây giờ chúng ta phải tận lực thúc đẩy Dương Hổ khởi binh để giúp chúng ta sáng tạo cơ hội. Nếu như Dương Lăng chết, triều đình tất sẽ lục soát thiên hạ. Nói không chừng Dương Hổ sẽ phải trốn ở Thái Hành Sơn, không thể ra ngoài, không thể mạo hiểm. Dương Lăng đã thành quốc công, rất khó can thiệp triều chính. Chúng ta muốn làm đại sự thì không thể tính toán ân oán chi ly được. Hắn xoay người lại, thấy Tiêu Diệt Thư trên mặt còn mang thần sắc không cam lòng, liền vỗ vỗ vai ông ta, dịu giọng nói: muốn báo thù, chúng ta phải đoạt Giang Sơn Đại Minh, đem thù này báo một cách triệt để. Muốn thành đại sự, phải biết xem xét thời thế, lợi dụng thời thế, không được vì cái nhỏ mà để lỡ cái lớn. So với Giang Sơn này, một Dương Lăng thì có đáng là cái gì? Cũng trong lúc bấy giờ, Dương Lăng là cái gì sao? Ngươi đừng vội không phục. Để ngươi đến Đại Đồng, ngươi có thể đánh cho 70000 thiết kỵ của Bá Nhân Hỏa Si nghe gió mà chạy, bỏ lại hàng vạn đầu lâu hay không đây? Bọn họ là tập kích thẳng năm, đánh từ hậu Vĩnh Lạc đến giờ đấy. Hơn 100 năm với vô số danh tướng, chưa từng phải chịu thua thiệt bao giờ cả. Lại nói đến Giang Nam, cái đám chú lùn Hoa Quốc, đám người Nhật kia, năm nào cũng thuận gió xé buồm, chạy lên bờ gây sức ép, náo loạn cũng hơn 100 năm rồi. Mẹ kiếp, càng náo lại càng đông, giết cũng không giết hết được. Dương Lăng dùng bao nhiêu thời gian diệt trừ Tân Khốc đây? Quý phủ của Trương Đại Ca mua liền 4 ả đàn bà đông doanh hầu hạ, còn không phải là vợ và con gái của đám chú lùn đó hay sao? Trước đây đều là họ bắt hết người của chúng ta, còn bây giờ thì chưa hết, còn có Tứ Xuyên, nghe nói toàn bộ nam nữ lão ấu của tộc Đô Trưởng Man cộng lại chỉ có 2-3 vạn người, sống nơi rừng sâu núi hiểm. Đại Minh từng xuất 20 vạn binh, đến sân khẩu của người ta cũng công không nổi. Trận sân khẩu mất đến 3 năm, lại gặp dịch bệnh chết hết 5-6 vạn quan binh, lỗ mãng thật, khiến người ta không có biện pháp mà. Còn Dương Lăng dẫn theo bao nhiêu người, dùng thời gian bao lâu để tiêu diệt tộc người đó đây? Đây đều là Bách Liên Lão Điếm, ngươi không phục có thể hay sao? Bách Liên Lão Điếm chỉ phẩm cấp lâu đời và nổi danh. Là tà môn, đại ca à, Trương Gia Huynh cũng là Bách Liên Lão Điếm, chẳng lẽ hắn chuyên khắc chế Bách Liên hay sao? Lúc bấy giờ, Phong Lôi cửa hăng hắc nói: Hình lão hổ mặc áo bào màu nâu non, đầu đội mũ quả dưa, hai bên mũ còn có hai miếng lông xù che tai, khoanh chân ngồi trên giường gạch như một thổ tài chủ nói: nghe nói tên tự của hắn là Vạn Niên, hoàng đế ban tự cho đấy. Lưu Thất vỗ ầm một cái lên bàn, chỉ vào chóp mũi gã mà mắng: nếu hoàng đế ban cho hắn một cái tên tự là Võ Tòng, ngươi sớm muộn gì cũng bị hắn đánh chết mất thôi. Hình lão hổ lồng tay áo, nâng tay áo lên im lặng chùi nước mũi. Phong Lôi cười sằng sặc: tẩu từ Hình ra, vừa khéo là họ Phan. Hình lão hổ trợn trắng mắt chừng gã, bộ mặt trông thật buồn cười, hai con mắt tí hí căng tròn, lỗ mũi củ tỏi đo đỏ, buồn cười hết sức. Trời vẫn còn se lạnh, ngôi nhà bí mật này của gã lại trách về hướng tây, cả ngày không được ánh mặt trời dọi vào. Trong phòng không có vách tường ấm để tựa, lò lửa dưới giường hun nóng hổi, nếu không có tấm đệm lót thì đã bỏng mông, nhưng không khí quanh quẩn bên trên lại lạnh đến đông mũi. Hình lão hổ nghe có vẻ vang dội, nhưng chủ nhân của cái tên này lại là một người không biết uống rượu, cho nên chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng. Lưu Thất phẫn nộ nói: còn mẹ nó chứ, thần côn Bá Châu cho Dương Lăng cơ hội thu hết mọi vẻ vang rồi, hiện tại đổi thành hai người các ngươi đi giả thần giả quỷ. Hắn gọi Vạn Niên liền khắc chế Bách Niên, các ngươi. Lưu Lục bưng lên bát lớn húp một ngụm rượu, cầm đùi dê cắn xé một miếng to ngồm ngoàm nhai, hàm hồ mà nói: chớ có ẩm ý, đại ca nói cũng có đạo lý đấy. Chúng ta đi cướp bóc là vì cái gì chứ? Là để ăn sung mặc sướng. Nếu quả thật có thể làm quan, từ nay về sau ăn công lương, chẳng lẽ còn sợ cuộc sống sau này kém hơn hay sao? Các ngươi đều có suy nghĩ giống nhau cả, muốn có được cuộc sống tốt đẹp, có được chức vị đường hoàng, dù sao cũng dễ sống hơn phải làm kẻ trộm lén la lén nút kìa. Các ngươi cũng thấy các nhà quan rồi đấy, chúng ta là đoạt, bọn họ không phải đoạt, nhưng của chìm trong nhà phong phú bằng với chúng ta đi cướp bóc cả đời. Đại ca, huynh nói rõ ràng xem, triều đình thật sự chịu bỏ qua chuyện cũ, còn hứa ban cho chúng ta chức quan ư? Trương Mậu vốt cằm nói: đường đường là uy quốc công, lớn tiếng nói ra những lời này trước mặt mọi người, còn có thể tin cậy? Uy quốc công đáp ứng, chỉ cần các ngươi ra mặt tự thú, lập tức xóa sạch các tội trạng trước kia, thu xếp vào đội ngũ du kích Mã Châu, ít nhất là được làm bách hộ, sau này kiến công lập nghiệp sẽ được phong thưởng thêm. Đại ca cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ là nghĩ đến trộm cướp dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cơ hội được nhận chức quan là một cơ duyên hiếm có, huống chi Bá Châu bây giờ đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ,
sự tồn tại của chúng ta đã bị triều đình phát giác ra rồi. Cho dù lần này bắt không được, ngày tháng về sau cũng sẽ không an lành. Người anh hùng đều nhờ thời thế mà hưng khởi. Phải biết nắm chắc thời cơ, đây là một cơ hội khó mà có được. Y bưng chén rượu, bình tĩnh mà nói. Quyết định cuối cùng, mấy người các đệ thương lượng cho kỹ rồi nói sau. Bất kể như thế nào, ta cũng phải trở về. Biểu đệ và hai đứa con trai của ta còn đang bị giam trong ngục làm con tin. Các đệ yên tâm, dù các đệ không đồng ý, đại ca cũng sẽ không trách tội. Đã bước chân vào trốn giang hồ, vốn nên chuẩn bị trước cũng sẽ có ngày bị đao kẻ cổ. Vì huynh có bị đâm xuyên cũng quyết không nhíu mày một cái đâu. Lưu Lục mặt nhăn mày nhíu nói. Đại ca đừng nói những lời xíu quẩy này. Huynh là đưa tụi đệ đi nhậm chức vị, chứ có phải kéo chúng đệ đi trảm thủ đâu. Đông Hải tứ đại cướp đã có hai thành thật quy thuận triều đình, hiện tại đã đứng ở trong hàng ngũ quan lớn một tỉnh. Việc này tụi đệ có nghe nói qua. Đề nghị có thể đi gặp Dương Lăng giáp mặt nói chuyện một phen. Hắn là đầu lĩnh của mấy người này, hắn vừa hạ quyết định, đám bọn họ liền thu về vẻ mặt cười cợt, trở nên nghiêm nghị. Lưu Thất tính toán một hồi rồi nói. Ca, chúng ta làm cướp đường, vốn liếng chính là không người nào biết được nội tình, quan phủ đau đầu cũng chính vì điểm này kìa. Phải nói rằng tiền vốn của chúng ta không hùng hậu bằng Đông Hải tứ đại cướp. Nghe nói trong Đông Hải tứ cướp, hai cầu tứ kéo dài không chịu hàng, rút cuộc bị tịch thu hàng ổ. Tuyết Miêu cũng là sau khi dẫn người chạy tới Phúc Châu lại tuyên bố mưu phản mới bị diệt trừ. Rời khỏi Sao Huyết rồi chạy tới Phúc Châu lại ở dưới thành phát động tạo phản. Các huynh đệ luôn cảm thấy chuyện này có chút khó mà tin được. Nó không chừng là gặp Uy Quốc Công rồi, nhưng không có thành ý chân thành khẩn thiết như Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Tháo, nên bị Dương Lăng tiêu diệt, một mạch chém hơn ngàn đầu người. Tâm có thể không độc hay sao? Chúng ta có đi cũng phải lưu lại một đường. Lưu Lục đảo mắt hỏi. Ý tứ của ngươi là? Lưu Thất nói. Giữ lại một người cùng với một đội ngũ, nếu triều đình thật tâm muốn dùng chúng ta, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ không làm trộm làm cướp nữa. Nhưng chẳng may bọn họ lừa gạt chúng ta, có ý định sau khi chiêu hàng thì chậm rãi chi phối chúng ta. Có quân cờ ẩn này, ít nhất toàn bộ căn cơ của chúng ta cũng không bị quan phủ nắm giữ ở trong tay, làm gì cũng không được. Ánh mắt của Lưu Lục sáng lên, nói. Đúng vậy, kế này rất hay. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, giữ lại một chiêu hậu thủ để đối phó đi. Hình Lão Hổ lại xoa xoa mũi hỏi. Giữ lại một người cùng một đội ngũ để tiếp ứng, vậy ai ở lại đây? Gã vừa hỏi, đám người nhất thời sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Đầu nhập vào quan phủ là muốn đi nhận chức vị đấy, người ở lại khẳng định mất đi cơ hội này. Chẳng lẽ tính làm quan một năm nửa năm rồi lại thú nhận với triều đình, còn giấu người ở đội ngũ, xin triều đình bổ sung thêm cho một chức quan hay sao? Chức vị ai ở lại được đây? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời đều không có ý kiến. Bọn họ là những hán tử hào khí ngất trời, không sợ sống chết, chú trọng nghĩa khí giang hồ. Nhưng loại chuyện này liên quan đến đại sự cả đời, rốt cuộc không có khả năng không vì bản thân mà suy xét. Thấy không khí có chút xấu hổ, Phong Lôi vỗ ngực nói. Để ta ở lại. Lưu Thất lắc đầu, nói. Người không được, lúc cướp xe tù, người đã lộ diện, quan binh đều biết có một người gọi là Phong Lôi rồi. Hình Lão Hổ khụt khịt mũi chậm rãi nói. Kỳ thực mấy huynh đệ chúng ta dù có để ai ở lại, tin tưởng sẽ không có ý kiến gì cả. Ví dụ như ta, hiện tại đặt mua trên dưới 100 mẫu đất rồi. Dù không làm quan được, làm một nhà giàu ở nông thôn cũng tốt thôi. Ta cũng thấy đủ. Vấn đề là đội ngũ giữ lại kia không được phân đất vườn, không có hộ khẩu, vĩnh viễn không được lộ ra ngoài ánh sáng. Những nỗi khổ này sẽ có ai đáp ứng đây? Đều là những huynh đệ đã cùng chúng ta giàu sinh ra tử mà kiếm ăn. Chúng ta biết trấn an bọn họ như thế nào? Lưu Lục nhíu mày nói. Không sai, mỗi người chúng ta đều sở hữu một phần gia sản xa xỉ. Nan đề chân chính là làm sao khiến cho những bộ hạ kia cam tâm hy sinh. Những người này phần lớn đều dẫn theo gia đình, là vì được no bụng mới làm trộm cướp, không buông tha cái mệnh để kiếm đường sống cho cả nhà. Bây giờ trộm không làm được nữa, lại không cho bọn họ làm hoàn lương, có ai chịu nuôi dưỡng nhiều người như vậy? Phải nuôi đến ngày tháng nào năm nào đây? Lưu Lục hít vào một hơi nói. Thôi đi, phương pháp này không khả thi. Huynh đệ chúng ta an bài xong lại khó có khả năng chấn an nhiều huynh đệ như vậy. Chúng ta vẫn luôn cùng tiến cùng lùi. Lần này là phúc khai hóa thì cũng đồng tiến thoái đi. Hắn đã mắt hổ quét quanh. Quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai ta và Phong Lôi sẽ theo Trương Đại Ca đi Bá Châu gặp Uy Quốc Công Dương Lăng. Nếu hắn thật có thành ý, sau khi thỏa thuận điều kiện, Tiểu Thất, ngươi và Lão Hổ mang các huynh đệ vào thành nhận chiêu ăn. Nhà môn các nơi phụ thuộc vào sự giàu nghèo và phong tục tập quán dân tộc của địa phương mà có quy cách và hình thức xây dựng tương đối khác biệt. Nhưng đại đường gần như là cùng một khuôn mẫu in ra. Điểm khác biệt duy nhất là không gian đại đường lớn hay nhỏ, tỷ lệ với kích thước của nhà môn.
Đại đường là nơi xử án, nhị đường là nơi xử lý công vụ, tam đường là nơi thẩm vấn, nhưng chỉ dùng trong việc tra hỏi tin mật. Những hình án trọng đại đòi hỏi thực hiện trọng hình đều được tiến hành ở tam đường, thường là cấm dự thính. Sáng sớm, Bá Châu Phủ đã bắt đầu thẩm vấn phạm nhân, ra vào đều là tam đường, công khai trước dân chúng tội ác của các quan viên tham nhũng. Triều đình chú trọng thể diện, vì thế rất hiếm khi cho phép dân chúng dự thính, xét xử tham quan. Tận tai nghe bọn họ tường thuật đã hãm hại nhân dân ra sao, để tránh khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng đối với triều đình. Trời mới tờ mờ sáng, bên trong tam đường đèn đuốc sáng trưng, không khí căng thẳng nghiêm nghị, tiếng cùm xích sắt lang keng vang lên, thước gõ cung đường vừa vỗ bắt đầu tiến hành tuyên án hình phạt. Ba đội nha dịch toàn bộ đến đông đủ, nội đường ngoại đường đều có binh sĩ trải rộng. Quan chủ thẩm là Chi Châu mới nhậm chức của Bá Châu, Mộc đại nhân. Sáng sớm không khí lành lạnh, lại thêm khẩn trương trong lòng, sắc mặt của Mộc đại nhân tái xanh, chữ sát tầng tầng hô lên, chân của ông ta run rẩy, sắc mặt xanh xao chuyển sang trắng bệch, trông rất dọa người. Từng chiếc thẻ lệnh mang chữ chạm bị ông ta uể oải ném ra. Ở hai bên xử án có hai người tay chống đao trang nghiêm đứng. Người bên trái mặc quan bào, lông mày sâu thành một chữ nhất, miệng rộng mũi ưng, thế nhưng mặt lạnh tim lại nóng. Người có bề ngoài khiến người sợ hãi này chính là Thôi Quan Bá Châu tân nhậm Hoa Ngọc. Người bên phải vận một bộ áo giáp lưới sắt, đầu đội nón trụ, trên đỉnh có chùm tua đỏ, hông dắt trường đao, thân hình gầy gò, mặt nhọn, gò má cao, vẻ mặt chuông hoa, đúng là Trương Đa Đa, quan tướng dưới trướng của tướng quân du kích Bá Châu. Hai hung thần ác sát phối hợp với vị Mộc Chi Châu mặt không chút sắc máu, thêm vào hai hàng nha dịch tay nắm thủy hỏa đại côn, còn có mấy chục quân binh cầm thương đeo đao, biến một tam đường nho nhỏ trở thành điện Diêm La. Ở bên ngoài, quan binh nghiêm trang sắp hàng trước cửa lớn, khắp phố phường thành Bá Châu, binh lính canh gác răng kín, đội ngũ tuần sát mang nhạn linh đao rảo quanh. Pháp trường thành Tây ngày thường vắng vẻ, hôm nay lại dùng vải bố trắng vây lại, số lượng quân binh tăng gấp 3, nhanh chóng vây pháp trường chặt chẽ đến con kiến cũng chưa không lọt. Dân chúng liền biết đã xảy ra chuyện. Tin tức cấp tốc lan rộng, vô số dân chúng từ trong chăn ấm trèo ra, trên đường phố tụm năm tụm ba hỏi thăm tin tức. Trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn giết người hay sao? Giả sử là giết ai đó, phải chăng là những tên tham quan vô lương tâm kia hay ư? Hoàng thượng ban tử hình không phải đều xử vào sau thu hay sao? Bọn họ đều là đại quan mà, cứ gọn gàng giết như vậy hay sao? Mặt trời sáng rỡ, do ánh nắng đầu tiên xuống cả vùng đất, cũng là lúc từ đằng xa truyền đến một hồi xuân sao. Thật lâu sau, một chiếc xe tù bằng gỗ không được bôi trơn phát ra âm thanh kéo kẹt, kít két, giận người. Thật sự là giết tham quan rồi. Trên chiếc xe tù thứ nhất là thái giám trấn thủ Bá Châu Trương Bắc Bì, Trương Lột Gia. Trên chiếc xe tù thứ hai là Chi Châu Bá Châu Phàn Hắc Tâm, Phàn Hiểm Độc. Trên chiếc thứ ba, sau gáy mỗi tên với vẻ mặt như cho tàn cắm một thẻ lệnh chữ chạm. Dân chúng chỉ thoáng kinh ngạc trong chốc lát, tiếp đó là vui mừng như điên. Nỗi thống khổ chua xót của nhiều năm chịu đủ áp bức bóc lột xông vào tim. Không biết là ai bật khóc trước, thanh âm nức nở như kèn phát lệnh, lập tức những tiếng gào khóc dâng lên vang trời. Dân chúng đổ phố cuối ngõ đều khóc nức nở. Nếu có người qua đường không hiểu chuyện, tất sẽ thầm than: "Hài, không biết phạm nhân trong xe tù là quan tốt yêu dân như thế nào mà được dân chúng kính yêu đến như vậy." Tiếng khóc than ai oán chưa dứt, những âm thanh phẫn nộ đã nổi lên. Có người thuận tay cua lấy gạch đá ở trên đất ném, trong tiếng chửi rủa rơi xuống như hạt mưa. Đám đàn ông ngồi xổm trên đầu tường nhà mình bưng tô húp cháo, cũng tiện tay quẳng tô quăng chén ra, sau đó khóc thét lên rồi truy đuổi xe tù đang đi về hướng pháp trường. Quan binh thủ vệ và nha dịch vì tránh tay bay vạ gió vội vàng tách khỏi chiếc xe tù, hình thành một bức tường người chắn trước đám dân nổi loạn, ngăn bọn họ truy đánh đến xe ở phía trước, nhưng không ngăn được bọn họ vung ném đồ vật này nọ. Bọn tham quan còn chưa bị áp giải đến pháp trường đã bị đánh tới mất nửa cái mạng. Khi bị kéo lên hình đài nghiệm chứng, bộ mặt bầm đen máu me bê bết, trên đầu bị ụp một đống canh thừa cơm cặn, ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra. Ba hồi trống cổ ngân vang, Hoa Thư Quan trận cao hàng lông mày dính sát, khập khiễng đưa lên đài giám trạng. Dương Lăng tiên phát chế nhân, trước khi thánh chỉ đến đã động thủ. Hắn lấy ý chỉ của chính đức hoàng đế, cho phép cấp bách giản lược xử lý án tham quan ở Bá Châu một cách khắt khe, lấy việc nhanh chóng dẹp yên địa phương, ổn định lòng dân làm lý do, tuyên bố trảm thủ quan trấn thủ Bá Châu Trương Trung, Chi Châu Phản Mạch Ly, Chi Châu Bá Châu Quế Đan cùng với 31 người khác, không chờ châu phê vấn trảm sau thu, lập tức bêu đầu thị chúng. Hơn 30 người còn lại phân ra xử trí, hoặc là bãi quan, hoặc là xung quân đi đày,
ngồi tù chờ hình phạt. Dao sắc chặt tay rối, bọn tham quan bị tiến hành xử trí một cách hết sức gọn lẹ. Dương Lăng cũng chờ ở nha môn Chi Châu. Sau khi tuyên đọc ý chỉ cho Mộc Chi Châu chấp hành, hắn liền quay về hành dinh, mang theo hồ sơ thành án của quan lại tham nhũng ở Bá Châu. Mặc dù chính thức hạ chỉ cho hắn toàn quyền xử trí hết thảy sự vụ của Bá Châu, nhưng thân là thần tử, hành vi thỏa đáng nhất đương nhiên vẫn là báo cáo kết quả xử lý với chính thức. Vốn dĩ chờ nhận phê chuẩn là thích hợp nhất, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng bất chấp. Lưu Cẩn lợi dụng cơ hội Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, cố sức mượn thế, vừa hóa giải vừa phản công, sử dụng chiêu rút củi đáy nồi, điều hắn trở lại kinh thành. Một khi Lương Hồng tiếp nhận những sự vụ này, bất kể là từ tình nghĩa cá nhân giữa y và Trưng Trung, hay là tầng quan hệ kia với Lưu Cẩn, Lương Hồng đều có khả năng giải vây cho đám tham quan này. Hơn nữa, một khi tin tức Thái Hoàng Thái Hậu băng hà truyền đến, sẽ không tiện thi hành sát phạt nữa. Án này nếu như lề mề kéo dài, dù là ai cũng không cách nào dự liệu được tình thế khi đó sẽ phát triển như thế nào. Hiện giờ chỉ có dao sắc chặt đay rối, trong vòng 3 ngày đánh đòn phủ đầu, giải quyết sạch sẽ vụ án này. Pháo hiệu vang lên 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. 31 tên tham quan đã bị trảm, đầu người kết thành một chuỗi, treo trên cọc cao thị chúng. 3 ngày sau mới đồng ý cho gia thuộc nhận về thi thể chôn cất. Đám dân chúng vẫn không rút khỏi, xúm lại dưới cột cờ như đang mừng lễ. Lúc này, bỗng nhiên có 6-7 chiếc xe con đổ lên bên đường cạnh pháp trường giao hàng, trên xe chất đầy pháo hoa. Những dân chúng không thể biểu đạt được sự vui mừng trong lòng, đều mừng rỡ đổ xô tới trước mua pháo. Tuy rằng giá bán mắc hơn cả lúc mở hàng đầu năm mới gấp 10 lần, dân chúng vẫn chen chúc không lùi. Những phú thân tài chủ càng là căm hận sợ hãi, Trương Trung lúc này không chút e dè, vung tiền mua cả một núi pháo, lệnh cho gia đình châm ngòi nổ pháo chúc mừng. Khâm Sai phó sứ Lương Hồng trốn trong chỗ tối, mặt mày hớn hở mừng thầm. Tên không tiền đồ này vừa nghe nói Dương Lăng muốn xử trảm tham quan Bá Châu, chịu ảnh hưởng của sự kiện tứ đại thần côn, phúc đến thì lòng sáng ra, lập tức nghĩ tới biện pháp kiếm tiền. Hắn thu mua toàn bộ pháo hoa còn tồn ứ ở Bá Châu với giá bèo, lại phái người đi chung quanh phủ huyện vơ vét, mang về được ước chừng hơn 20 xe, hiện tại đang ra bán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ Bá Châu. Lương Hồng xoa xoa cái cằm bóng nhẵn, lòng rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ. Biết được tin tức nội tình thật là tốt mà, thật tốt mà. Thời điểm 3 tiếng pháo hiệu cất lên, động tác của Dương Lăng thoáng dừng, tiếp đó thân pháp như nước chảy mây trôi, hai tay ôm lại, xoay tròn theo ý, tiếp tục luyện thái cực quyền. Đúng rồi, chính là như vậy. Chân đạp ngũ hành là chỉ 5 loại bộ pháp: tiến, lùi, xoay, trông, tĩnh. Đầu đội thái cực, ngực ôm bắt quái, chân đạp ngũ hành, nếu có thể hợp 3 làm 1 mới tính là có chút thành tựu. Lại nói, tất cả mọi việc xong xuôi, lúc bây giờ Ngô An Siêu đón lấy khăn mặt của Tống Tiểu Ái, đưa qua lau mồ hôi, rồi cười. Tục ngữ có câu, võ thuật thiên hạ là một nhà. Kỳ thực bất luận là nội gia hay ngoại gia, môn nào phái nào cũng đều chú trọng động tĩnh hư thực, âm dương cương nhu, chẳng qua là đặt trọng điểm lên phương diện nào mà thôi. Tiểu Ái, đạo pháp trong gia của ngươi cũng vậy. Bàn về thái cực, chú trọng nhất là âm dương, nhân thế tuần biến, trong âm có dương, trong dương có âm, biến hóa theo bát quái, vận hành quý ngũ hành, ứng biến không ngừng theo thế cương nhu đối địch. Thái cực vốn không có pháp, động tức là pháp. Thái cực mới đầu khuếch trương song không có thức, là vì vô cực. Động phân ra âm dương, âm dương tức là thái cực. Dương Lăng cũng thu tay, chậm rãi thu nạp khí, đi tới bên cạnh Ngô Hán Siêu. Ba người đều mặc phục trang võ sĩ, tướng mạo tuấn tú như ngọc thụ. Trên bàn đá nhỏ trong đình viện bày trà nóng. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, hiện giờ đã ấm hơn một chút. Ba người đi đến bên bàn đá ngồi xuống. Tiểu Ái rót trà cho ba người. Ngô Hán Siêu nói: đại nhân chuyên cần luyện tập không ngừng nghỉ, đã đạt được cảnh giới như ngày hôm nay là một việc vô cùng khó có được. Tuy nhiên, đại nhân quá câu thúc với các chiêu thức ta truyền tụ cho ngài, từng chiêu từng thức đều để ý, có bài có bản, không hề biến đổi. Kỳ thực điều này không cần thiết đâu. Thái cực là từ vô cực mà sinh, là mẫu của âm dương. Trong quá trình thi triển quyền thuật, căn bản không có chiêu số cố định hay lối mòn. Trong khi đối chiến, quyền thuật thái cực sẽ căn cứ theo chiêu thức của địch thủ là âm hay dương mà thiên biến vạn hóa, tức thời khai triển biến hóa hoặc cương hoặc nhu. Đặc biệt chuyên dùng để khắc chế thế của đối phương, lấy tính chế động, lấy cương chế nhu, sử dụng lực đánh của đối phương và mình đánh trả lại, để cho đối thủ từng bước ép sát. Khi đến thời khắc tự cho là đắc kế, kẽ hở trùng trùng đã hình thành rồi, thế công cũng bị ta khéo léo dẫn sắt, trông như bá đạo ngoạn mục, ngoan độc, thực chất một kích cũng không chịu nổi. Dương Lăng như thoáng có chút suy nghĩ, khẽ cười nói:
Thái Cực, lý của Thái Cực kể ra cũng rất thích hợp cho đạo làm quan, uyển chuyển như ý, khéo léo linh hoạt, tiến thoái tự nhiên, động tĩnh âm dương mỗi thời mỗi khắc đều ở lực chú ý. Chú ý thế, lực của địch ta, thế biến hóa của địch ta, tức thời diễn hóa đối sách tương ứng, công địch tất cứu, đánh vào nơi yếu hại của địch để địch phải phòng thủ. Hắn nói tới đây, thế lưu lại bồng chùy đứng ở góc tường, tạ đá trong tay tung bay lên xuống, nhẹ bẫng như không, không khỏi nhích môi mỉm cười, đột nhiên quát lớn: "Bồng chùy, tiếp trà!" Nói xong, tay rung lên, chén trà lập tức vọt về hướng Lưu Đại Bồng Chùy. Lưu Đại Bồng Chùy bất ngờ bị hắn gọi, không khỏi sừng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn đến lại nghe Dương Lăng bảo gã tiếp trà, giơ tay đang muốn tiếp trà, tạ đá vừa mới ném lên đang trong quá trình rơi xuống. Gã thoáng do dự, tính bỏ qua chén trà đỡ lấy tạ đá, tạ đá đã rơi tọt qua đầu gối, đập thẳng xuống mu bàn chân. Đại Bồng Chùy đành phải chật vật lui về sau, phịch một tiếng, tạ đá rơi xuống đất, bụi mù tung bay, cái chén nện lên tường vỡ toang, nước trà văng tung tóe. Đại Bồng Chùy bày bộ mặt đau khổ trông về hướng Dương Lăng: "Đại soái thật là khách khí, mời tôi uống trà, ngày từng tôi là đồ ngu à? Ôi chao, nếu có tưởng ngu với thân thủ của đại ấy..." Dương Lăng quay đầu mỉm cười nói: "Đây là thế, một chén trà đối với Đại Bồng Chùy thật sự không có là gì, thế nhưng trà này là ta bảo gã tiếp, gã không thể không đi đón. Đây là một loại thế, thời cơ tiếp trà không thoá, gấp gáp ứng phó, kết quả ta đá lớn vốn do gã nắm giữ trong tay, lập tức trở thành trợ lực của ta, khiến gã luống cuống tay chân trở tay không kịp. Đây là lấy xu thế của ta, nhờ vào thế phát sinh biến hóa. Như vậy ảnh hưởng phù phiếm của cái chén bị ném này, chỉ cần nắm giữ thể cơ tốt, dùng người thích hợp xử lực, sẽ gây nên những biến hóa liên tiếp. Ví như ta đá rơi xuống đất vậy, cái chén nát, còn có..." "Đại soái, xin lỗi, tôi tay chân vụng về, không đón được." "Các người thấy chưa? Dương Lang cười: "Chỉ là một cái chén vỡ rồi thì thôi, ngồi xuống uống trà đi thôi." Sau đó tiếp tục nói với Ngô Hán Siêu: "Luận võ nghệ, huynh là sư phụ của ta, ta phải học hỏi nhiều hơn nữa. Còn trên quan trường, ta lại là sư phụ của huynh. Ta gây áp lực ở Bá Châu, trong mắt Lưu Cẩn chẳng khác nào Đại Bồng Chùy vừa rồi tưng húng tạ đá vậy. Bây giờ Lưu Cẩn đang tranh thủ thời cơ Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, mượn lực của Hoàng Thượng, từng cỗ lực lượng nhỏ nhỏ sẽ giống như chén trà nhẹ bẫng kia, chẳng những đập rớt tạ đá ở trong tay ta, mà còn buộc ta phải trở về kinh thành, vì cắt đứt thậu hóa, thậm chí tìm một thân tín tới đón tạ đá tung hứng nữa chứ. Có phải là ta nên quy củ chạy đến trước nói một tiếng xin lỗi hay không đây? Ừ, nếu tay kia của ta giấu ở sau lưng, trong tay còn thêm một tạ đá, lúc chạy tới xin lỗi thì đột nhiên ném ra, không biết ông ta có tiếp được không đây?" Thần sắc của Ngũ Hán Siêu khẽ động, hưng phấn nói: "Lần này quốc công chuẩn bị hồi kinh là muốn động thủ thu thập tên tại yểm tặc hại nước hại dân kia sao?" Dương Lăng cười nói: Nếu bọn cướp đường Bá Châu đồng ý quy hàng là tốt nhất, còn nếu không chịu, ta nhận thánh chỉ rồi cũng phải lập tức hồi kinh. Thái Hoàng Thái Hậu băng hà kéo dài không đi sẽ cho người ta cơ hội bắt thóp, gây nên điều tiếng dư luận. Lưu Cẩn kính ta một chén trà, ta đương nhiên phải đáp lễ một chén rồi. Tuy nhiên thời cơ kính trà, tất nhiên phải chọn một cơ hội thỏa đáng nhất rồi. Dương Lăng hơi nheo mắt lại, ánh mắt lóe sáng, hắn lại nói: "Anh hùng không chỉ nắm bắt thời thế, mà còn phải tạo nên thời thế kìa. Chén trà này ta nhất định sẽ làm cho Lưu công công vui vẻ mà uống, có qua mà không có lại là vô lễ." Đại Bồng Chùy nâng cằm, dáng vẻ ngây thơ chất phác, nghe không hiểu ra sao. Tống Thiểu Ái cũng nâng cằm lên, lại là vẻ mặt nhàm chán: "Ai da, luyện võ cũng có thể chỉnh người, mấy tên đàn ông các người thật quá âm hiểm. Tiểu Ngũ à, bây giờ ngươi đang ở binh bộ, đó cũng là một đại nha môn, nhưng đừng đi theo đại nhân học thấy xấu đấy, nghe chưa?" Lại nói lúc bấy giờ, 6 con tuấn mã chạy như bay vào thành, người đi đầu tiên chính là Trương Mậu, 5 người phía sau toàn bộ đang mặc trang phục màu xám cho, mã đao cán dài, treo chùm tua đỏ được đeo ở sau lưng. Đại hán trên ngựa tuy rằng vẫn y phục bình thường, nhưng nhìn xung quanh tự có một loại hào khí sung thiên, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Vó ngựa thả chậm, cho dù không nhận ra Trương Mậu, Trương đại gia của Bá Châu, không quen với cách ăn mặc của bọn cướp đường nổi tiếng, nhưng khí thế nghiêm nghị này của họ vẫn khiến cho dân chúng sợ hãi, xa lánh. Tiến vào cửa thành phía tây, Trương Mậu liền thấy một đầu người máu chảy đầm đìa trên cột cờ cao cao, không khỏi kinh sợ, thở dài một tiếng, ghìm chặt chiến mã. Hai chân nhẹ nhàng vỗ, con ngựa khẽ chạy, nhẹ nhàng mang theo ông ta đảo hai vòng trên pháp trường. Trương Mậu ngẩng lên, nhìn đầu người máu chảy đầm đìa kia, bỗng nhiên xuống khỏi yên ngựa, bước nhanh đến. Binh lính canh giữ bên cạnh pháp trường thấy là vài đại hán thân hình dũng mãnh, trên người ai cũng mang đao, lập tức cầm thương cảnh giác tới gần. Một tiểu giáo đeo đao cao giọng quát: "Đứng lại, chỉ có thể ở xa mà nhìn, không được tới gần."
Trương Mậu dường như không nghe thấy, ngửa mặt ngây ngẩn nhìn một lúc lâu, liền quay đầu hỏi: "Hôm nay xử tử ai vậy?" Tiểu giáo đeo dao kia nhận ra Trương Mậu, vừa thấy là ông ta không khỏi thất thanh nói: "Ồ, Trương đại gia." Vừa hô xong mới nhớ ra thân phận hiện tại của Trương Mậu là phỉ, hơn nữa lại là phạm nhân. Sáng sớm hôm trước được Câm Sai đại nhân thả ra đi chiêu hàng bọn cướp, hôm nay không thể so với ngày xưa. Bản thân mình là quan binh, ông ta lại là tù nhân, gọi ông ta là đại gia thật sự rất mất thân phận, không khỏi đỏ bừng mặt. Trương Mậu thản nhiên cười, lơ đễnh chắp tay nói: "Quan gia, không biết hôm nay xử tử ai vậy?" Dưới sự xây dựng thế lực thường ngày, tiểu giáo kia cũng không biết là nên chắp tay đáp lễ hay là vẫn kiêu căng đứng thẳng như cũ, mất tự nhiên một lát đành phải ngượng ngập đáp: "Phụng chỉ lệnh của Câm Sai đại nhân, hôm nay xử trảm phạm quan Bá Châu 31 người, Trương Trung, Phan Mạch Ly và bọn Quế Đan." Trương Mậu hít ngược khí lạnh, người chết quả nhiên là bọn họ. Ngày xưa một đám quan viên Bá Châu trấn thủ Chi Châu, đồng chí uy phong ngạo mạn, bây giờ chẳng qua chỉ là một cái đầu người treo cao trên cột cao, máu thịt mơ hồ khó nhận mặt mũi. Trong lòng Trương Mậu bi thương, vứt roi ngựa đi đến giữa pháp trường, bỗng nhiên quỳ xuống chút cột cờ cao cao, trịnh trọng dập đầu. Lưu Lục đến gần thấp giọng nói: "Đại ca, những tên cầu quan này không phải thứ tốt đẹp gì, chết cũng đã chết rồi, chúng ta từng liều mình cứu ông ta đã là tận tình tận nghĩa rồi, bái ông ta làm gì?" Trương Mậu đứng lên trầm giọng nói: "Mặc kệ Trương Trung che chở ta vì cái gì, tóm lại ta đã từng chặt đầu gà bái lại kiết huynh đệ, cũng từng nhiều lần giải nạn cho ta, nhận ba lại của ta cũng là nên thôi." Lưu Lục xúc động nói: "Hay, Trương Trung là huynh đệ kết nghĩa của đại ca, cũng chính là huynh đệ kết nghĩa của huynh đệ chúng ta, mấy vị ca qua đây cùng nhau bái nào." Phong Lôi và ba gã hải thủ trong bọn cướp đồng loạt đi lên phía sau Lưu Lục, đồng loạt ngẩng nhìn cột cờ mà bái. Chúng quan binh không dám làm bừa, chỉ thấy đám người Trương Mậu đã bái ba lạy, đứng thẳng người lên, đi ra khỏi pháp trường, xoay mình lên ngựa. Một trận vó ngựa như sấm đi thẳng đến hành dinh của Khâm Sai. Dương Lăng nhận được tin tức Trương Mậu dẫn người đến đầu hàng, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn đoán được Khâm Sai chuyển chỉ không phải hôm nay thì là ngày mai đến. Nếu Trương Mậu không thể thuyết phục bọn cướp này, bản thân mình chỉ có thể bỏ qua chuyện này mà hồi kinh thôi. Tứ hại của Bá Châu để lại một cái, cuối cùng vẫn là tâm bệnh, bây giờ cuối cùng công đức cũng viên mãn. Dương Lăng vui mừng uyển chuyển nghênh đón đám người Trương Mậu, Lưu Lục tiến vào sân, mắt thấy Uy Quốc Công tự mình ra nghênh đón, cảm giác hết sức chân thành. Mấy đại hán ngạo mạn bất tuân cũng không khỏi thu lại ngạo khí. Những tên cướp đường này cũng có vài phần tự biết mình, không dám há to mồm sư tử mà nêu điều kiện. Thủ lĩnh một đám cướp đường chỉ yêu cầu bỏ qua chuyện cũ, gia nhập chú quân Bá Châu đảm nhiệm một chức tướng tá. Còn về những bộ hạ không muốn tham gia quân ngũ, sẽ do quan phủ chia cho vài mẫu đất cằn để sinh sống. Còn về những người trong nhà có ruộng nhưng âm thầm làm cướp, một khi tự thú thì có thể không truy cứu, bỏ qua chuyện cũ. Những điều kiện này vốn nằm trong phạm vi Dương Lăng có thể chấp nhận. Hơn nữa hiện tại hắn có thể hồi kinh bất cứ lúc nào, hy vọng trước khi hắn đi có thể giải quyết xong việc này, giúp cho dân chúng Bá Châu nhiều tai nhiều họa, thở phào nhẹ nhõm. Cho nên cũng không muốn tự nhiên gây cản trở việc này, một bên thành tâm quy thuận, một bên có ý chiêu hàng, đàm phán vô cùng thuận lợi. Chi Châu, Thôi Quan Bá Châu đều được gọi tới, dùng danh nghĩa quan phủ bản địa đáp ứng điều kiện của Lưu Lục. Phong Lôi sắp xếp cho bọn cướp không đất đai, xóa bỏ tội danh của những tên cướp đồng ý ra tự thú. Còn đối với việc sắp xếp mấy tên thủ lĩnh băng cướp, Dương Lăng lại không đáp ứng để bọn họ gia nhập quân đội của Giang Bân, mà là chia ra sắp xếp đến Bá Châu tập đạo doanh, Bá Châu vệ trung. Đội ngũ của Giang Bân trước mắt là quân đội tinh nhuệ nhất toàn Bá Châu. Hơn nữa, đội quân của Du Kích tướng quân tính cơ động mạnh, thường xuyên nhận lệnh di chuyển tác chiến. Đám người Trương Mậu Lưu Lục vừa mới quy hàng, phỉ khí chưa tan, không tiện gia nhập đội quân như vậy. Hơn nữa, Giang Bân và Trương Mậu lại là biểu huynh đệ, những người này tụ tập lại một chỗ, thế lực chắc chắn ảnh hưởng đến quân kỷ. Sắp xếp bọn họ trong vệ sở cố định của Bá Châu cũng tiện ràng buộc bọn họ. Mấy người này ai cũng đều nhậm chức quan không thua kém người khác, tội lỗi ngày trước cũng được xóa bỏ, liền vui sướng đồng ý từ nay về sau cam tâm dốc sức vì triều đình. Hết thảy nghị định xong, Lưu Lục, Phong Lôi cầm công văn bổ nhiệm và thư ân xá chạy ra khỏi thành báo cho Lưu Thất biết. Đám người Hình Lão Hổ dẫn theo bộ chúng vào trong thành tự thú. Trương Mậu thì tới chỗ của Hoa Thuê Quan đến ngục phóng thích con tin Giang Bân và hai đứa con trai, đồng thời nói rõ ý chúng, thủ lĩnh nhất trí đồng ý quy thuận quan phủ cho đồng đảng trong ngục nghe. Tới buổi chiều, thủ quân Bá Châu xếp hàng nghênh hàng hơn 400 tên cướp dưới sự thống lĩnh của Lưu Lục đầu hàng quan binh, giao nộp vũ khí, đăng ký danh sách.
những việc an trí sự vụ đều do Mộc Chi Châu và Hoa Thư Quan phụ trách. Tới chạng vạng tiếp nhận đầu hàng xong, Giang Bân nhận ủy thác của Dương Lăng sắp xếp yến hội trong thành, khoản đãi thủ lĩnh lớn nhỏ của bọn cướp, hoan nghênh bọn họ cải tà quy chính. Đám người Trưng Mậu, Lưu Lục đều mặc quân phục mới tinh tham dự, nhận được sự khoản đãi thịnh tình của quan viên Bá Châu. Thế lực của bọn cướp Bá Châu có thể sánh ngang với ba thế lực lớn của giặc Oa ở Đông Hải. Dương Lăng hôm nay thân là quốc công, thân phận quý trọng, cho nên không tham gia yến tiệc hoan nghênh. Lần trước vì dụ dỗ bọn cướp, tài bảo vận chuyển trên xe thật ra đều là giả. Lần này thật sự phải về kinh, hắn đoán được sứ giả trong kinh ngày mai sẽ tới nơi. Buổi tối liền kiểm lại số lượng tài bảo trong dương một lần. Kiểm kê tương đối xong, đóng cửa kho, vừa mới trở về phòng ngủ, Lưu Đại Bồng Chùy liền vội vàng đuổi theo, sốt ruột mà nói: "Quốc công gia, người trong kinh đến, gọi người và phó khâm sai ra tiếp chỉ kìa." Dương Lăng ngẩn ra, hắn cũng không ngờ sứ giả truyền chỉ lại tới vào lúc này, vừa vàng đi vào tiền sảnh. Thấy trong sảnh một thái giám đang ngồi uống trà, bên cạnh là bốn cẩm y thị vệ, trên người mang đao đứng nghiêm. Ở phía sau, vị trí bên cạnh là Chi Châu Mộc đại nhân cùng vài quan viên nghênh đón khâm sai đến. Thấy hắn đi tới, thái giám kia vội đặt chén trà xuống, thi lễ với hắn cung kính nói: "Ân nô tài Mạc Văn Trường bái kiến quốc công gia." Dương Lăng vội giơ tay lên nói: "Mạc công công miễn lễ đi, hoàng thượng hạ chỉ sao?" Mạc công công là thái giám truyền chỉ của tiên lễ giám, hơn 20 tuổi, làn da rất tốt, mi thanh bục tú, dáng người cao gầy. Y hạ thấp giọng người nói: "Vâng, hoàng thượng có ý chỉ quan trọng, kính xin quốc công gia và phó khâm sai Lương Đề Đốc đồng thời tiếp chỉ." Dương Lăng vội vàng gật đầu, nói với Lưu Đại Bồng Chùy: "Đi mau, mời Lương phó sứ đến tiền sảnh tiếp chỉ nào." Lương Hồng và hai tiểu thái giám Tâm Phúc đang bận rộn trong phòng, một cái bàn lớn đầy tiền, có hạt đậu vàng, bạc nguyên bảo, còn có tiền đồng và tiền giấy đại minh tỏa ra mùi tiền. Cả ba người bận túi bụi tính toán không thể rời đi, còn chưa tính ra con số, bên ngoài cửa phòng ầm một tiếng, dọa cho Lương Hồng hoảng sợ. Rồi bên ngoài lại ầm một tiếng nữa, sau đó chuyển đến thanh âm của Lưu Đại Bồng Chùy: "Lương công công, đi ngủ sớm như vậy sao? Quốc công gia mời ông đến tiền sảnh kia, trong kinh có chỉ." Ầm một tiếng: "Lương công công, ông đã dậy chưa vậy?" Dầm 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 dầm. Lương Hồng tức giận hừ một tiếng, vội vàng ra hiệu cho hai tiểu thái giám phủ bốn góc của khăn trải bàn lên, che đi tài vật ở trong phòng. Sau đấy hạ thấp giọng nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại, các người tiếp tục kiểm kê. Kiểm xong con số thì bỏ vào trong giường dưới gầm bàn. Tiền giấy đại minh không cần đếm, ra đều thưởng cho các ngươi, biết chưa hả?" Hai tiểu thái giám mới 11-12 tuổi vội vàng đáp ứng. Lương Hồng lúc này mới đứng lên, nhét bàn tính nhỏ bằng đồng treo trên cổ vào trong cổ áo, tới trước cửa ho trước một tiếng, sau đó mở cửa phòng ra vẻ trấn tĩnh nói: "Lưu thị vệ, ngươi đừng có gõ, đây là gõ cửa hay là đánh trống vậy?" Lưu Đại Bồng Chùy cười khan nói: "Nên công công, lực tay của ta lớn mà." Gã ló đầu nhìn vào bên trong xem xét, ngạc nhiên nói: "Công công chưa ngủ sao? Ngồi dưới đèn nói chuyện phiếm với hai tiểu tử, đã vậy còn cài cửa nữa sao?" Nương Hồng đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại nói: "Không có gì, nói chuyện phiếm pha trò thôi. Ngươi nói cái gì tới, người trong kinh đến sao?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 169 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 170 sắp tới.